Rồi bắt đầu chúng ta sẽ làm lại cái thao tác đó nha. Đầu tiên nè, hệ phóng này lớn lên. Đầu tiên chúng ta sẽ máy chúng ta vào cái gì? Control panel. À, thì lưu ý nè, nhắc lại nè, chúng ta chọn chế độ. Nhiều khi máy chúng ta ở dạng này thì chúng ta bấm vào cái gì các em? View by, ta chọn đây. Rồi sau đó bấm gì? Tắt cái này nha, network. À. Rồi. Chúng ta lại tiếp tục, chúng ta để ý ở đây chúng ta bấm vào mục này. Rồi, sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái chỗ này tiếp. Rồi, được chưa các em? Rồi, lưu ý, có nhiều lúc nó bị giấu đi nè, chúng ta kéo xuống ta tìm. Nhớ là nhiều lúc nó giấu như vậy nè các em, thấy không? Thấy giấu hết vậy không? Thì mình sẽ bấm vào đây. Mình tạm thời một cách xem, một cách đơn giản, nghĩa là mình sẽ tắt cái bảo vệ mật khẩu đi nha các em. Đó, sau đó các em bấm vào C. Mới đầu nó có thể là như vậy nè các em. Đó, ví dụ như vậy, sẽ làm lại cái thao tác lần nữa nè. Bấm vô đây. Ha. Rồi. Nhiều khi nó bị giấu đi, mình bật cái này ra, mình tìm cái chữ gì mình đang on, mình tắt đi. Được chưa? Được chưa các em? Rồi, tiếp theo là mình sẽ xem cái IP của máy. Mình bấm ở đây nè. À, mình chọn đi thì theo mình xem IP, ghi lại IP nhá. Nghĩa là ví dụ như IP của máy này là 172.29.51.42. Nhớ cho thầy nha, nhớ cái địa chỉ này nha. Nó giống như ở trên bảng nhưng mà chỉ khác số cuối cùng là số 42 thôi nha. Rồi, cái việc mà IP thì 11 thầy sẽ chỉ các em ở những môn sau. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong một cái bấm vô đây, mình sẽ vào một cái máy tính. Ha, mình sẽ vào computer. Mình vào một cái thư mục trong ổ D, mình sẽ share một cái thư mục. Giả sử đó, ai share game nè. Shift delete luôn đi. Đó. Rồi, ở đây giả sử chúng ta share một cái thư mục là short đi. Rồi, ví dụ như vậy. Rồi, phần mềm đi. À, rồi, mình nhấn chuột phải. Property, thật ra các em chọn chỗ share ở dưới đây cũng được. Rồi, mình chọn mục share. Mình chọn ở đây. À, mình chọn vô cái này, mình chọn là everyone. À, add. Ví dụ như mình cho người ta ghi chép thì mình chọn ở dưới đây. Đó, bấm share. Yes luôn. À, đó, xong, cái này là xong á. Ok. Được chưa các em? Rồi, ví dụ như là cái máy khác, máy kế bên của các em hay là máy bạn nào trong phòng này thôi nha. À, muốn truy xuất đến cái thư mục đó thì bạn hoặc là chép vào thì đánh địa chỉ 172.29. Chấm nhiều các em. 51. Chấm hình như là lấy là 40 12, thì các em thấy là đây liền. À, các em chép gì ở đây thì máy ở bên lấy được luôn đó. Và là thầy đó chỉ cách xe rồi. Nếu mà các em sử dụng máy ảo thì các em coi cái video trước nha. À, thầy có chỉ cách xe với máy ảo luôn. À, rồi bây giờ vậy là thầy đã chỉ xong, các em thử xe cho nhau thao tác này nha. Rồi bây giờ thầy sẽ tạm dừng cái